Hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2016, thứ năm tuần thứ 8 thường niên, trích thư Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, như trẻ sơ sinh, anh em hãy thèm khát sữa thiêng liêng trong sạch, để nhờ đó anh em được lớn lên trong ơn cứu độ. Nếu anh em nếm biết Chúa ngọt ngào dường nào, anh em hãy tiến đến viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng được Chúa tuyển chọn và tôn vinh. Anh em như những viên đá sống động, hãy để Chúa xây dựng anh em nên tòa nhà thiêng liêng, nên chức vụ linh mục thánh, để hiến dâng những của lễ thiêng liêng xứng đáng được Thiên Chúa chấp nhận nhờ Đức Giêsu Kitô. Anh em là dòng giống được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân tộc thánh thiện, dân riêng của Chúa, để rao giảng quyền năng của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm mà vào ánh sáng kỳ diệu của Người. Anh em xưa kia không phải là dân của Thiên Chúa, nhưng nay là dân của Người. Xưa kia anh em không được xót thương, nhưng nay được thương xót. Anh em thân mến, tôi khuyên anh em, như những ngoại kiều và khách trọ, hãy xa lánh những đam mê xác thịt thần chống lại linh hồn. Anh em hãy sống lương thiện giữa dân ngoại, để dù người ta vu khống anh em như những người gian phi, nhưng khi thấy được việc lành của anh em, họ phải ngợi khen Thiên Chúa trong ngày Người đến viếng thăm. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoái trá, toàn thể đi cầu hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy phụng sự Thiên Chúa với niềm vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoái trá, hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoái trá. Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta và ta thuộc quyền sở hữu của Người. Hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoái trá. Thiên Chúa Người thiên hào, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín Người còn tới muôn muôn thế hệ. Hãy vào trước thiên nhang với lòng hân hoan khoái trá. Alleluia, Alleluia. Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi thành Jericho cùng với các môn đệ và một đám đông. Thì có con ông Ti-mê là Bạc-ti-mê, một người mù ăn xin đang ngồi ở vệ đường. Khi anh ta nghe biết đó là Chúa Giêsu Nazareth, liền kêu lên rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua David, xin thương xót tôi." Và nhiều người mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng kêu to hơn: "Hỡi con vua David, xin thương xót tôi." Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh đến. Người ta gọi người mù và bảo anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người gọi anh." Anh ta liền áo choàng đứng dậy đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn ta làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy." Chúa Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã chữa anh." Tức thì anh ta thấy được và đi theo Người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Sứ điệp: khi chữa lành anh mù Bát-ti-mê, không những Chúa Giêsu cho anh được sáng mắt mà còn cho anh được sáng tâm hồn. Đó là anh tin tưởng hoàn toàn nơi Chúa. Cầu nguyện. Lạy Chúa, mù bao giờ cũng đáng buồn. Thân xác mù
chỉ thiệt hại cho bản thân mình, còn tâm hồn mù thì thiệt hại cho cả xã hội. Xã hội hôm nay đang nỗ lực mang ánh sáng đến cho người mù. Đó là điều cần thiết vì mang lại hạnh phúc cho người tàn tật. Nhưng điều cần thiết hơn là giúp cho con người tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời. Lạy Chúa, ngày nay xã hội đang nỗ lực thực hiện công việc từ thiện là chữa mắt cho những người mù lòa. Đó là việc cụ thể của tình người. Từ đó xin cho con biết trao tặng ánh sáng lời Chúa cho các tâm hồn khi chính mình đi trong ánh sáng của Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết học thái độ của anh mù Bartimê. Đó là biết rằng mình đang mù. Đó là tin rằng chỉ một mình Chúa mới có thể chữa lành. Xin cho con can đảm vượt qua mọi chướng ngại, sẵn sàng từ bỏ mọi quyến luyến ràng buộc, sẵn sàng từ bỏ mọi tính hư tật xấu như anh mù, can đảm vắt bỏ cả áo khoác để đến với Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con. Lạy Chúa Giêsu, biết bao kẻ gặp Chúa nhưng không biết Chúa. Trong khi đó, anh mù đã nhận ra Chúa là đấng cứu độ duy nhất và tin tưởng nơi Chúa. Xin cho con biết đến với Chúa mỗi ngày để đón nhận hồng ân cao cả, là nhận biết Chúa là đấng toàn năng và con là người mang thân phận yếu hèn cần được cứu giúp. Xin Chúa chữa lành con và giúp con đi theo Chúa tiến về Jerusalem với nhiều hứa hẹn đau khổ và vinh quang. Lạy Chúa, xin thương xót con. Amen. Trích cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày một câu chuyện, một con chim bình thường. Kê Khang và Lữ An là đôi bạn thân, có lúc cả hai bất chấp đường xa vạn lý cũng đến gặp mặt. Một lần nọ Lữ An đi thăm Kê Khang đúng lúc Kê Khang không có nhà, đợi rất lâu mà không thấy ông ta về. Thế là trước khi bỏ đi, Lữ An viết trên cửa một chữ phụng. Sau khi Kê Khang trở về thì rất là thích thú. Ai mà biết được tất cả hàm ý của chữ phụng chứ? Nhưng đó lại là ý giễu cợt ông ta là con chim bình thường. Trích trong Thiếu Thuyết Tân Ngữ. Suy tư. Chế giễu và chọc cười là hai cụm từ không giống nhau. Thế nhưng cũng có người lầm tưởng là nó giống nhau, cho nên mới làm cho người khác hiểu lầm và tức giận. Chế giễu là đem cái khuyết điểm của người ta ra mà làm trò đùa cho thiên hạ cười. Chế giễu là nhại lại những động tác, cử chỉ, lời nói của anh em cho mọi người cười chơi. Đây là một hành vi của người vô giáo dục, là một thái độ kiêu căng, hậm hĩnh của người thiếu văn minh. Chúng ta đọc lại đoạn phúc âm của Thánh Matthew để coi những hành động và lời nói của quân lính để chế giễu Đức Chúa Giêsu. Chúng lột áo người ra, khoác cho người một tấm áo choàng đỏ, rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người, và trao vào tay mặt người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt người mà nhạo rằng: Vạn tuế Đức Vua dân Do Thái. Rồi chúng khạc nhổ vào người và lấy cây sậy mà đập vào đầu người. Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra và cho người mặc lại áo như trước. Rồi điệu người đi đóng đinh vào thập giá. Càng đọc chúng ta càng tức tối, giận dữ run lên vì sự chế giễu của bọn lính tráng đối với Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người. Người ta cũng sẽ giận dữ nộ khí xung thiên với tôi khi tôi chế giễu người khác, lấy họ ra làm đề tài chế giễu để thiên hạ cười cho vui. Bài của Linh Mục Giuse Maria Nhân Tài, dịch và viết suy tư.